Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fit Củ Chi. Hôm nay mình xin chia sẻ về cách cài cái máy chụp rơm SVLD3 nha các bạn, lên trên cái hệ điều hành Windows 11. Rồi bắt đầu mình sẽ vào cái file setup nha các bạn, và mình sẽ chạy cái file setup. Đây cái file mình sẽ đau về nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cho chạy cái file setup. Rồi các bạn chọn Z. Rồi các bạn chọn install. Rồi các bạn chọn vào lên SVLD3. Rồi các bạn thấy là cái giao diện của cái máy chụp rơm này đã hiện lên nha các bạn. Đó, nhưng mà mình không thể nào chọn vào mode up rent do nó chưa có nhận nha các bạn. Rồi các bạn đóng lại. Rồi các bạn sẽ click vào chọn manager. Rồi các bạn chọn vào device manager. Rồi các bạn thấy là cái chương trình SVOD3 nó đang báo ở đây nha các bạn, nó chưa có nhận. Bây giờ các bạn chọn vào chọn update driver. Rồi các bạn chọn route microcontroller nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chọn vào. Rồi các bạn sẽ chọn vào SVOD3 nha các bạn. Chọn vào driver đi. Ok. Rồi các bạn chọn next. Rồi các bạn thấy là nó đã báo không thành công nha các bạn. Đó, nhưng mà quá trình nó nhận nó bị lỗi nè. Rồi các bạn đóng lại. Rồi các bạn đóng lại. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào đây cho mình nha các bạn. Các bạn vào setting. Rồi các bạn sẽ kéo xuống và chọn vào update security nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chọn vào recovery. Rồi ở cái dòng mà Advanced Startup nha các bạn sẽ chọn là Restart Now. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ chờ cho cái quá trình nó restart lại nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ chọn vào troubleshoot nha các bạn. Rồi các bạn chọn vào advanced option. Rồi các bạn sẽ chọn vào startup setting nha các bạn. Ở đây các bạn sẽ chọn là restart. Rồi ở bước này các bạn sẽ chọn vào disable driver signator là enforcement nha các bạn. Các bạn sẽ chọn vào disable driver, enter.
Rồi các bạn click phải Dit PC nha các bạn. Các bạn sẽ chọn vào Manage. Rồi các bạn sẽ chọn vào Device Manager. Rồi các bạn sẽ click phải SVD RAM nha các bạn. Rồi các bạn chọn Update Driver. Rồi các bạn sẽ Route My Computer nha các bạn. Rồi ở đây mình sẽ chọn tới cái file SVD. Rồi các bạn sẽ chọn vào Driver. OK. Rồi các bạn chọn Next. Rồi các bạn thấy có sự khác biệt nha các bạn. Các bạn sẽ chọn vào Install Disk Driver nha các bạn. Rồi Windows đã update driver bạn thành công nha các bạn. Đây các bạn thấy là Windows has successfully nha các bạn update your driver nè. Rồi Close. Rồi các bạn đóng lại. Rồi các bạn sẽ chọn vào cái chương trình để mở lên nha các bạn. Mình xem coi là cái chương trình đã nhận chưa. Rồi các bạn chọn Z. Rồi các bạn chọn vào Mode of Program xem có nhận như những bạn. Rồi như vậy là cái chương trình đã được nhận nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chép thử một cái file BIOS. Rồi mình read ID thử nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ load một cái file để mình chép thử nha các bạn, coi sợ là chép có ok không nha các bạn. Rồi các bạn chọn write. Rồi mình vừa chép xong một cái file BIOS để mình thử luôn nha các bạn. Như vậy là mình vừa chia sẻ cho các bạn cách cài cái chương trình SVOD nha các bạn lên cái máy Windows 11. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.